Từ hôm nay học Phật là từ hôm nay không khổ nữa, cả đời không khổ nữa. Chồng bỏ cũng không khổ luôn, con bỏ cũng không khổ luôn, ai bỏ tôi cũng không khổ hết, mắc của hết cũng không khổ luôn. Vì sao? Vì đến thế gian này sớm muộn tôi cũng chết. Có cái gì mà cầm theo đâu, đúng không quý vị? Bây giờ chúng ta nhìn từ đời ông bà chúng ta dạy xuống thì chúng ta sẽ thấy ông bà chúng ta đã qua rồi đó. Rồi chúng ta nhìn từ đời vua chúa dài xuống đi, rồi chúng ta coi lịch sử của các bậc tướng dài xuống đi. Quý vị thấy có ai tồn tại không? Tào Tháo cả đời, Tào Tháo thông minh vô cùng, suy nghĩ thủ đoạn ích kỷ, và Tào Tháo nghi ngờ, cực kỳ nghi ngờ, và dùng người cũng cực kỳ khéo léo. Nhưng mà cuối cùng Tào Tháo khi chết đi, vừa chết thì Tào Phi là con của Tào Tháo đem cung tằng mỹ nữ của cha mình về dinh hết. Tào Tháo khi chết đi thì Tào Tháo đọa vào loài súc sanh. Cả đời thông minh. 1000 năm sau có người làm heo, giết một con heo mổ bụng ra, thì cái trái tim nó có hai chữ Tào Tháo. Cả đời chúng ta đi thông minh cuối cùng đi làm heo hả quý vị? Thôi, thật sự mà nói, nó đều có định luật nhân quả của nó. Chúng ta cháu vợ chúng ta gạt người thì cuối cùng chúng ta chịu quả báo của mình thôi quý vị à, thấy không? Nên chúng ta chân thật vẫn là đặc biệt, biết đủ thì thường vui quý vị à. Về chùa mình 1000 mấy trăm người, mỗi ngày cũng vui vẻ vô cùng, chứ có thiếu gạo thiếu gì đâu, thấy không? Mấy bữa trước đây cũng mới vớt mấy cái thùng Tam Bảo, không biết mấy thằng trộm nào vô vớt mấy thùng Tam Bảo, đập bể nát cái thùng Tam Bảo. Bữa sau là Nhân Đức nói: mày ngu thế ghê, phải chi mày gặp tao mày bàn mày thương lượng thì tao cũng là dân chịu chơ lắm. Thùng này của Hòa Thượng, mày cứ bàn với tao đi, rồi tao mở ra cho mày lấy, mày để cái thùng cho tao kiếm chát chứ. Hiểu không? Nhân quả mày làm mày chịu thôi chứ. Nhưng nhớ nè, những cái đồng tiền đó kinh lắm, thấy không? Bây giờ trước ngôi Tam Bảo á, mình nêu lên làm sao mà mong rằng là cái thằng ăn trộm này sau này, cái nhóm ăn trộm đó sau này á, mà khi tuổi già mà quá khổ đi đến đây tìm những đức, tao nuôi mày tuổi già chắc chắn luôn. Mày khổ nhất luôn nghe, mày te tu nhất luôn tới khi tuổi già nghe. Mày nhớ lời của Nhẫn Đức nói cho mày nghe. Nhớ là tới khi mày tuổi già mày te tua, mày đến đây mày gặp, mày nói thẳng luôn: thầy ơi, hồi đó đó con là cái thằng đập thùng Tam Bảo nè thầy. Nó ở mày đó hả? Sao rồi con? Thời gian mấy năm nay sao con? Trời ơi, từ khi mà có tiền chút đỉnh đó thầy ơi, con ăn chơi xa đọ mà không biết sao mà con khổ te tua thầy. Thầy bây giờ con nghe thầy hồi đó nói á, bây giờ con lỡ tìm thầy, thầy thấy như sao? Thì Nhân Đức nói: ờ đó hứa mà, thì thôi ở đây niệm Phật đi, già nhiêu tuổi rồi, mấy chục năm mà bây giờ con tuổi con xê xích thầy. Ờ thôi ở đây đi, niệm Phật đi ha, còn chuyện qua là cho nó qua đi. Tiền đó giờ còn không? Trời ơi, nó hết 80 đời dương rồi thầy ơi. Thấy không? Quý vị biết đó, tiền thì hết mà nghiệp thì còn, ghê quá. Nên mình tội nghiệp cho người ta quý vị, còn bản thân mình có thiếu thốn gì đâu. Nhân Đức có bị ảnh hưởng gì đâu chợ, có phước thì có phần chứ sợ gì. Quý vị nhớ mình là người học Phật, dù có bị ăn trộm đi chăng nữa quý vị cứ yên tâm đi, trong mạng là trong mạng, cái phước trong mạng có ai lấy được hết trơn á. Chỉ có trong mạng mình không có phước, hoặc là trong mạng mình đã từng lấy của người ta, bây giờ ta lấy lại. Mình phải hiểu định luật này hoàn toàn thì tâm trạng mình rất là thoải mái, hiểu không quý vị? Nhưng mà bây giờ đông người gì cũng có những người, người ta vô đây người ta có những ý đồ không phải. Mình nói cho người ta nghe để sau này người ta vẫn còn cơ hội, vẫn còn cơ hội, thấy không? Cho người ta cơ hội. Cái này là nói thật lòng nghe. Cuộc đời ai mà không từng ăn trộm, ai mà không từng làm sai. Nhưng mở ra một con đường cho người ta cơ hội đi, để sau này chúng ta còn gặp nhau để giúp nhau chứ. Có biết đâu mình cũng từng ăn trộm của người ta, người ta cũng từng thầy chùa, mà Nhẫn Đức cũng đã từng đi làm ăn trộm, vô chùa ăn trộm đời kiếp nào. Thì bây giờ nó vô nó lấy thùng Tam Bảo lại, hiểu không quý vị? Nhân quả phải trả rõ ràng chứ. Nhưng mà tới cái đời chúng ta nghe Phật pháp rồi phải điều chỉnh nhân quả.
Giống như một cái câu chuyện, một chú sa di này lỡ vô tình đập một con cá chết. Khi con cá này chết xong thì chú sa di này hối hận quá, niệm Phật đồ cho nó. Khi niệm Phật cho nó như vậy đó mà nó chuyển kiếp, nó làm người, đời sau nó là một vị tướng. Mà cái chú sa di này tới tuổi già sống thọ, con cá này chết đi 49 ngày sau làm người, làm người tái sinh làm tướng. Thì năm 30 mấy tuổi đi ngang ngôi chùa, thì tự nhiên đi đánh giặc đi ngang ngôi chùa, tự nhiên trong tâm nó sân hận kinh khủng, rút kiếm ra đi thẳng vào ngôi chùa. Còn quỷ hòa thượng ngày xưa mà là chú tiểu, bây giờ là bậc cao tăng tu hành đắc đạo. Cuối cùng ngày đó kêu đồ chúng tập trung lại, ông ngồi thuyết pháp. Thuyết pháp xong kêu ngồi đợi đi, chút có chuyện mà coi. Ông đợi cái con cá mà đầu thai làm người bây giờ làm tướng vô, thì rút kiếm đi thẳng lên hòa thượng để giết. Hòa thượng nói phan giết thì giết, nhưng để tao nói xong mày hãy giết. Nghe không? Xong ông mới nói rằng đời trước mày là con cá như vậy vậy, tao lỡ giết mày vậy đó, nhưng mà nhờ niệm Phật chú nguyện cho, cuối cùng được chuyển kiếp làm người, làm bậc tướng quân. Bây giờ về cái nghiệp quả này, nên vừa đi ngang ngôi chùa này là tự nhiên cái tâm sân hận ban vô muốn giết. Rồi nói xong rồi đó cứ giết đi, nhưng nhớ mày khi giết tao là tao đi về cực lạc, còn mày vì cái tâm quán hận này phải đi đọa lạc. Nhớ nghe. Nói rõ ràng rồi đó, giết đi. Thì tướng quân này vừa nghe cái giác ngộ, giác ngộ ngay vị hòa thượng này đã từng niệm Phật cho nó. Cái nhân đó vẫn có, cái quả giết vẫn có. Quả giết đến thì phải giải, còn cái nhân thiện thì phải phát. Cuối cùng cái nhân thiện ông nghe hòa thượng giảng thì ông quá giải cái nhân ác, cái nhân ác quá giải thì cái quả thiện phát triển. Quả thiện phát triển thì ông buông kiếm xuống, ông nói nếu bây giờ giết hòa thượng mà ông đi đọa lạc thì giết làm chi. Thì cuối cùng ông không đòi nợ nữa, và ông quy y với hòa thượng. Vừa quy y xong, hòa thượng nói cố gắng mà tu hành, sau này chùa chiền này ngươi coi chùa này và tiếp tục dẫn đồ chúng mà tu, còn ta đi về cực lạc. Ghê không? Chỉ có một cái nhân như vậy thôi mà gieo như vậy đó quý vị. Quả ác vẫn có, quả thiện vẫn có, cái gì có cái nấy. Nên chúng ta sống trong cái cuộc đời này, nhân ác, nhân thiện chúng ta đã từng tạo hết trơn rồi, bây giờ chúng ta phải chịu thiện và ác thôi. Chứ đừng bao giờ nói rằng tu tốt như vậy mà bây giờ phải chịu quả báo bất thiện này, phải chịu như vậy như vậy. Tu tốt như vậy mà bây giờ bị xe đụng cán ngang, gãy cần cổ chết queo. Đừng bao giờ nói rằng việc đó không có nhân quả. Chúng ta đã từng gieo cái nhân như vậy, đúng ra đời này chúng ta phải chịu cái quả báo là ở trong tam đồ ác đạo. Nhưng đời này chúng ta tu tốt quá, chúng ta về cực lạc, nhưng cái thân này phải chịu sự đau đớn, đó là bị xe cán ngang một cái, xong trả xong cái nợ của tam đồ ác đạo. Quý vị tính đi, Phật phải quá từ bi cho mình không? Chết chỉ có một lần tránh được tam đồ ác đạo, vậy tại sao không chịu chết đi? Nó bây giờ phá thai người ta bao nhiêu lần, thì quý vị coi cái quả báo phá thai là quả báo giết người, giết một con cá đây mà còn đi theo đòi nợ kìa. Nó ngộ đạt quốc sư giết lầm một người thôi, chịu thố thôi, mà ngài là bậc cao tăng 10 đời dễ mà chịu thố đi theo, đi theo chờ cơ hội hoài tới đời thứ 10 luôn. Ngài là thầy của vua, là ngộ đạt quốc sư, thầy vua luôn, dạy vua luôn. Nhà vua quá kính trọng, tặng cho một cái ghế trầm hương. Khi tặng cho một cái ghế trầm hương, ngồi thiết pháp như vậy, trong lòng tự mãn một chút nổi lên thôi. Xuất gia của cùng là xuất gia, nhưng ai bằng ta? Ta là thầy của vua, được nhà vua tặng cho một cái ghế trầm hương, ngồi thiết pháp thơm phức, ghế sang trọng vô cùng. Vua nói một câu gì thôi thì quý vị biết thằng hộ pháp bỏ đi, chịu thố có cơ hội nhập vào đầu gối làm một gã mặt người. Mỗi ngày có một gã mặt người ngay đầu gối, nó kêu đem thịt lại đây, phải lấy thịt cho nó ăn, bỏ vào nó ăn, mà một gã ngay đầu gối ăn thịt. Nhưng nhờ có kết duyên với tôn giả Ca Đạt Ca đã nói rằng sau này ông có kiếp nạn đến đó gặp ta. Thấy không quý vị, thấy kết duyên là hay chưa? Cuối cùng kết duyên cực kỳ hay luôn, giúp người thiện căn nhân duyên, cuối cùng khi mình gặp kiếp nạn người ta cứu giúp mình, mà gặp ngay bậc A-la-hán. Quý vị biết rằng nhờ tôn giả Ca Đạt Ca quá giải nghiệp chứ. Đó là giải cái nghiệp giùm, là nói lên cho nghe. Rồi xong lúc đó sắp sửa quá giải nghiệp chứ, thì cái nghiệp chướng nói rõ ràng đi theo 10 đời. Vì nói chuyện đơn giản hả? Nên chúng ta đời này mà không gặp Pháp Môn Niệm Phật thì chịu thua.
Ngộ đạt quốc sư mà chịu 10 đời tu các pháp khác mà bậc cao tăng mà vẫn chưa đắc đạo. Cuối cùng tới đời thứ 10 gặp kiếp nạn xong thì ông mới niệm Phật. Khi ông niệm Phật rồi thì đời đó của ông giải quyết vấn đề sanh tử. Thì đọc lịch sử có phải không? Đó. Nên từ nơi đó pháp môn tịnh độ này tuyệt vời lắm. Pháp môn tịnh độ này rất là tuyệt vời. Nên có một câu mà dành cho người xuất gia của những đức này, dành cho những đức, không dành cho ai hết. Nghe nè: những người đã đi tu mà không giữ giới cấm, phạm tội tà dâm, bị chặt đầu và quăng vào núi lửa, hành tội đêm ngày không dứt. Những đức ơ. Hiểu không? Nói mình đi. Rồi là xong. Như vậy thì bây giờ chúng ta đã đi tu rồi mà tạo quá nhiều nghiệp chướng. Có tiền bạc tạo bao nhiêu nghiệp quả, không có tâm tu giải thoát gì. Chỉ có tiền bạc bạc chắc mà thôi, không có tâm giải thoát nữa. Tu lâu ngày rồi trở thành một cái tâm không còn nghĩ đến cái chuyện giải thoát nữa. Tuy đi học Phật, đi cạo đầu, nhưng cuối cùng chúng ta không đi chầu Đức Thích Ca Mâu Ni, Di Đà, mà đi chầu Diêm Vương. Gặp vua Diêm Vương, Diêm Vương hỏi: ủa tại sao các vị tăng này đi xuất gia mà tại sao không đi chầu Di Đà mà chầu ta? Nói tại tu tệ quá. Thấy không? Vì danh, vì lợi, vì tiền bạc vật chất, làm nhiều điều tội lỗi không làm lợi ích cho ai, nên cả đời xài phí quá, hết phước rồi. Bây giờ gặp Diêm Vương để mà xử lý. Diêm Vương nói: dù là xuất gia nhưng ta xử phải là xử, giải quyết vấn đề, phải không? Nhân quả không từ ai hết quý vị à. Nhớ. Nhưng còn cơ hội khi còn sống. Chúng ta còn cơ hội khi còn sống. Tạo nghiệp quá nhiều rồi, tương lai đọa địa ngục rồi, chúng ta không thoát rồi. Như vậy thì từ hôm nay bỏ mạng phải là niệm Phật. Chỉ còn có niệm Phật mới còn con đường cứu mình thôi. Còn bỏ cái môn niệm Phật thì chúng ta không có cửa cứu. Chủ nhật chúng ta đã từng chia sẻ một đoạn gọi là: người tạo nghiệp cực nặng niệm Phật có được giảng sanh hay không? Được giảng sanh. Chúng ta tạo tội cực nặng, phá thai nhiều lần, phạm nhiều giới cấm, tạo nhiều tội nghiệp, nhưng gặp tịnh độ gây dựng tín nguyện. Dù là một kẻ cùng tử sai lầm, nhưng chúng ta luôn luôn tin sự từ bi của Di Đà. Cũng như phàm phu như những đức, dẫn bao nhiêu người khiếm thị về chùa mà người ta quậy te tua, người ta la ông sùm, người ta làm nhiều điều không phải. Phàm phu này còn thương người khiếm thị đó. Không chi Di Đà đại từ đại bi phát nguyện cứu độ chúng sanh. Chỉ cần niệm danh hiệu ta muốn gì ta cứu, thì chắc chắn rằng có tạo tội nghiệp cỡ nào mà quay đầu niệm Phật thì chúng ta vẫn được cứu. Cứu một cái là cháy cái lo luôn. Thấy chưa? Nên từ nơi đó quý vị biết, phải là pháp môn tịnh độ này có cơ hội không? Có cơ hội. Trong cái thời cuộc này người tu hành như những đức cũng tạo nghiệp nhiều lắm quý vị, hiểu không? Nếu mà không gặp tịnh độ này chịu thua. Bây giờ quý vị coi, ngoài tịnh độ này quý vị tu các pháp khác, quý vị thấy mình có cơ hội không? Thấy mình có cơ hội không? Nếu mà nói là 84,000 pháp môn thì bỏ tịnh độ thì phải chịu 3 đại A Tăng kỳ kiếp. Còn muốn thành tựu của cái pháp ngoài tịnh độ thì phải rong rã của 3 đại A Tăng kỳ kiếp liên tục mà tu. Trời ơi trời, 3 đại A Tăng kỳ kiếp mà chết xong đầu thai lại tu, chết xong đầu thai lại tu, không bị ngũ dục lục trần lôi kéo gì, mà trải qua 3 đại A Tăng kỳ kiếp mới thành tựu quả giải thoát. Còn gặp tịnh độ là chỉ có một đời này. Ờ, một đời này thôi mấy bà. Tịnh độ chỉ có một đời này thôi, không chịu tu cái dễ sao không làm. Đức Thích Ca Mâu Ni ngày nhìn rõ ràng chúng sanh trong thời mạt pháp này căn tính này rồi. Ngài nhìn rõ ràng rồi. Ngài nhìn rõ ràng là chúng ta không niệm Phật là không có cửa gì cứu chúng ta cả. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không tán tán Hòa Thượng Hay Hiền, thấy chưa? Không biết chữ niệm một câu Phật hiệu, kêu tất cả những người niệm Phật nên học theo đi. Thấy chưa? Thành tựu để là toàn thân xá lợi. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không phi phàm, nhưng cuối cuộc đời thành tựu thì hiện đơn giản. Muốn dạy chúng ta cái gì? Dạy phi phàm đó chưa bằng bình thường là phi thường. Hòa Thượng Hay Hiền bình thường là phi thường. Bồ Tát Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không phi thường, ít ai làm theo được. Hiểu không? Quá phi thường mà không ai làm theo được. Nên phải thể hiện đơn giản nhất để nâng cái bình thường kia lên, để cho 9,000 năm thờ mạt pháp chúng sanh học theo mà tu.
Đó, quý vị biết rằng phàm phu chúng ta bây giờ là phá giới nhiều, trì giới ít, tạo tội nghiệp nhiều mà tạo thiện ít. Người phước thì ít mà người thiếu phước thì nhiều, người ngu si thì nhiều, người thông minh thì ít. Chúng ta toàn bộ cái tệ là nhiều mà cái tốt là ít. Như vậy thì pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn mà vớt thượng thánh hạ phàm. Thấy chưa? Tam căn phổ độ phàm thánh tề thấu. Nên những đức nói rằng chư tăng chư ni mà về chùa mình giết cỡ nào cũng thấm à. Cỡ nào cũng thấm, nhìn cái thằng si cầu que này giết cũng thấm. Quý vị cứ thấy đi, thật sự mà nói mình cùng là nhân duyên đi tu cùng với nhau, anh em huynh đệ, ai mà không có cái tạo nghiệp. Nhưng mà thấy cái tịnh độ này thù thắng quá huynh đệ ơi. Mình thấy cái pháp môn tịnh độ này quá thù thắng rồi. Đời của những đức mà biết cái gì đâu, cái xuất gia mà biết cái thứ gì đâu, chỉ có niệm Phật không. Vì mà ta ngồi nghe ảo ảo mà nuôi được ngàn mấy trăm người nữa. Cái chuyện này tôi không phải nói tôi cái gì hết, tôi muốn nói cái pháp tu này nè. Cái nói cái pháp tu này đó mà tụng kinh Du Lan đọc không, người ta cũng đọc theo ảo ảo. Duyên ngộ ghê, đọc còn đọc sai chính tả nữa chứ. Thấy không? Đọc sai chính tả đâu đàn đúng không? Đọc sai chính tả. Có cô kia nói thầy ơi, thầy đọc kinh mà sao đây thầy đọc sai chính tả nhiều quá vậy? Thì những đức nói rằng đọc đúng hoàn toàn là bình thường lắm. Đọc sai mới mua đen. Thầy nói cái gì thầy nói cũng được chứ ngộ cái trời. Thầy thấy không? Bà đọc sai vài câu mới có người để ý. Bà đọc đúng hoàn toàn có ai để ý tới không? Nhưng mà thấy chưa? Tôi thích như vậy đó được không? Thì bà cứ coi vô kinh mà đọc đúng đi. Còn đọc sai quả báo tôi chịu. Nó có ý con nói thầy để cho thầy tụng lại. Nói là tôi tụng lại cũng tiếp tục sai chính tả nữa à. Tôi tụng một chút là tôi tụng sai chính tả à. Kỳ công vậy đó. Ủa sao kỳ vậy thầy? Kỳ gì kỳ? Mới học lớp 3 mà kêu sai không sai chính tả. Hiểu không? Người ta mới học lớp 3 mà kêu ta đọc đủ hết trơn. Người ta bỏ chữ nghĩa bao nhiêu năm chờ viết không được luôn. Bà kêu người ta đọc đủ câu, tôi muốn đọc đúng. Nhưng mà đầu óc tôi không cho phép rồi sao? Đọc chứ đọc sai được không? Mà đọc rồi coi vô kinh mà đọc đúng thì đọc sai đọc kệ tôi. Thôi, thầy nói cái này là con vô ăn hỷ dữ lắm. Được rồi, thầy chấp nhận rồi đúng không? Tôi chấp nhận chứ. Người ta trình độ có giới hạn mà bà sao? Ngộ ghê, hiểu không? Nên sao? Bây giờ đọc lại, cũng muốn tụng lại. Bây giờ hôm tụng lại cuốn kinh, cuối cùng tụng lại, tụng cũng sai chính tả nữa à. Ê, thôi, cái số phận nó đã như vậy rồi. Thôi, mong quý vị thông cảm dùm cho tôi. Đúng không? Nó nên á, bây giờ các huynh đệ, anh em xuất gia chung, quý vị thấy không? Những đức mình đây là một người không có gì đặc biệt. Chỉ đúng chọn pháp đặc biệt thôi, đúng không? Bây giờ thôi anh em đi đến đây thôi, chúng ta suy nghĩ lại đi. Đúng không? Phải tập niệm Phật đi, dù tu cái môn nào nên niệm Phật đi. Ví dụ như tất cả các huynh đệ tỷ muội đi đến đây, huynh đệ tỷ muội. Hiểu không? Nên giờ mỗi tuần chủ nhật bây giờ chúng ta đi đến đây nghe hoài, viết phải thấm được chút. Rồi bây giờ chúng ta ở cốc đồ bây giờ cái yên tâm. Ví dụ như bây giờ mai mốt nè, quy ra mỗi tháng đi. Bây giờ một tháng mà mỗi một huynh đệ ở cốc á, ví dụ chúng ta ăn mấy chục ký gạo. Nên mỗi tháng, cái bên mỗi tháng, bên phải mỗi tháng. Mỗi tháng những đức hộ trì cho. Khỏi cần chúng ta đi tìm ở đâu nhiều nữa, im đìm ở cốc niệm Phật luôn. Trầu xuống trà còn gì. Đúng không quý vị? Ví dụ như 100 200 người vậy tháng lận. Cứ gạo là 20 ký 30 ký gì đó mình chở về mình có gạo ăn rồi. Rau chút đỉnh nữa đúng không? Rồi bây giờ tuần nào những đứa cũng cúng dường vậy thì tháng cũng được 1 triệu, thấy không? Tuần 250 thì tháng là 1 triệu. Vậy thì thêm mấy chục ký gạo nữa. Trời ơi, tôi mà được nhiều đó tôi niệm Phật ngon lành luôn. Khỏi cần đi tìm ở đâu cho nó mệt. Nói thiệt á. Tại thật sự quý vị ơi, nhận đức thì có cái nghĩa đơn giản đó là cuộc đời đến thế gian này. Mình mấy chục năm mình chết queo rồi. Bây giờ thật sự quý vị, chúng ta chết rồi muốn làm việc gì đặc biệt cũng không có làm được. Nên tôi thì nói chuyện có những cái ngang ngang tôi thấy mắc ghét.
nhưng mà nghe viết cũng thấy thương. Cái tâm nó không ác, hiểu quý vị, nó thẳng thẳng vậy thôi chứ không ác ý. Nên mấy bà này mấy bà hiểu mấy bà mới nghe nè. Trời ơi, tuần nào mấy bà không về ba chịu đâu có nổi. Đúng không? Nên bởi vì như Đức mới dặn là về không được nhắc với chồng là nói Đức này, Đức kia, Đức đó. Càng nghe những Đức chừng nào thì càng thương chồng chừng nấy thôi, chứ đừng có nhắc những Đức trước mặt chồng. Đúng không? Nói thầy Đức có vui vui chứ sao bằng anh. Đó, anh là số 1 trong lòng em, đúng không? Vậy thì chồng nó mới phái những Đức, đúng không? Chứ mà về mà cứ phân tách là thầy vui vậy, thầy cũng cỡ anh mà thầy làm vậy đó, thầy vui vẻ vậy, tại sao anh không đường chút nào nay? Ồ bộ, bà muốn cái gì? Bà muốn cái gì mà bà cứ khen ông thầy Đức? Như vậy bà muốn xách gói đi đến chỗ thằng Đức ở phải không? Không, là có chuyện xảy ra đó mấy bà. Mấy bà nghe pháp là mấy bà có quý ai, bà cũng không được nói. Chồng là số 1 phải không? Lúc nào cũng bên cạnh chồng anh là số 1. Số 1. Còn số mấy trong lòng mấy bà thì tự biết. Đúng không? Đó. Nên bây giờ những Đức nói, đừng có nói là những Đức, cả là Phật A Di Đà trước mặt chồng bà mà chồng chưa niệm Phật, mấy bà cũng không được Phật A Di Đà số 1 nữa. Mấy bà mà nói Phật A Di Đà số 1 thì thằng chồng nó không biết tu, nó hỏi Phật A Di Đà là thằng nào? Trời ơi trời, nó không biết tu đâu trời ơi. Nói Phật A Di Đà nó cũng canh Phật A Di Đà luôn nữa, biết không? Nó canh luôn, nó ghét á. Nên con người phàm phu không nghe đạo là người ta là số 1 trong lòng của người thương yêu, hiểu không? Không có được chia cho ai hết. Mấy bà mới hiểu nghe chưa? Mấy bà mà hiểu rồi thì mấy bà đi tu dễ ẹt. Nói không? Về nhà nghe, đi đến đây tu hành nghe pháp vui vẻ rồi về nhà nghe, chồng mà nói cái gì? Dạ. Đúng không? Nó nhậu xỉn một cái nghe, nó kêu lỡ đây biểu coi. Dạ. Hiểu không? Khỏi cần kêu đưa cái mặt luôn, nó kêu lại là biết rồi, mình hiểu rồi thì mình là dạ. Trời ơi, nó nói công nhận vợ tôi càng đi chùa càng dễ thương. Được rồi, bà cứ đi chùa đi. Đúng không? Trả nợ mà trả bước cho rồi đi chứ, trời ơi trời. Ta trả bao nhiêu năm nay mà còn hơi buông xả, không có được hùng nữa nghe. Không có được ôm tôi nghe chưa? Tôi bây giờ tôi không muốn cái gì, tôi muốn giảng sanh thôi. Nó nói bà đi tu bà cuối cùng bà muốn làm vợ, bà muốn làm mẹ. Ha? Bà muốn lạng hoạng phải không? Có chuyện xảy ra thấy chưa? Đã thiếu nợ thì trả hết đời luôn. Hiểu không? Kêu đến một cái là yeah. Thấy chưa? Mấy bà mà làm đúng vậy thì trong cuộc đời mấy bà tiện tu lắm. Tiện tu vô cùng. Hiểu không? Nó có cái bà kia bà nói tàu ô thầy, ô thầy, thầy dạy lúc nào cũng niệm Phật, nhưng có những lúc không niệm nổi thầy ô. Những Đức nói lúc nào khó nói quá thầy ô. Những Đức nói đối với những Đức mà bà còn khó nói gì, bà nói đại đi, người ta giải thích cho nghe. Bà đã gặp bác sĩ thư thật rồi thì bà có bệnh gì thì bà cứ giải thích đi để nó cho to thuốc. Bà nói mà cái to thuốc này sao khó nói quá. Nhưng Đức nói bà khó nói là bác sĩ không biết bệnh tình, bà phải nói tỉ mỉ, nói kỹ lưỡng cho nghe. Thì bà nói tỉ mỉ kỹ lưỡng, những Đức nói à lúc đó khó đúng không, lúc đó khó thì xong rồi niệm. Bà nói được, được. Rồi bà rèn từ từ, rồi mỗi lúc bà tự niệm luôn à. Rồi bà niệm từ từ rồi là tự nhiên nó không còn muốn cái thứ gì nữa trơn. Vì cái tâm của bà niệm Phật giết nó giải luôn cái tâm kia. Từ tâm mình nó giải tâm kia luôn. Từ tâm mình nó giải tâm kia. Từ tâm ít tham muốn của mình nó giải luôn cái tâm ít, cái tâm tham muốn của người kia. Hiểu không quý vị? Nhưng nếu quý vị ngăn chặn nó thì cái nghiệp này nó đòi kinh khủng lắm. Nó làm cho quý vị lên bờ xuống ruộng và khó tu. Hiểu không? Mình phải ở nhà chứ đâu có bỏ nhà được. Chứ bây giờ nghe đạo cái là bỏ nhà sao được trời. Vậy chắc ai mà đi học đạo nữa quý vị. Thấy không? Nên Phật Pháp nó phong phú lắm quý vị ơi. Nó rất là phong phú. Khi mỗi lần chương trình lễ thì những Đức nhớ đến Đại Lão Thượng Tịnh Không ngày giảng khi Ngài đi vào cái chỗ học tập với thầy Lý Bỉnh Nam. Thầy Lý Bỉnh Nam mà
dạy Hòa Thượng Tịnh Không mà tu phước tu duyên, từ gương mặt tươi vui. Rồi hỏi Hòa Thượng Tịnh Không lúc còn trẻ, ông có nhiều tiền không? Dạ không, không có tiền. Vì một đồng ông có không? Một cắt có không? Nói một cắt một đồng thì có thể có. Thì mỗi lần mà tôi chia sẻ Phật pháp thì ông lấy một đồng một cắt đó, ông mua kẹo hay mua gì ấy. Thì bắt đầu người ta vô, người ta nghe chia sẻ Phật pháp, ông tặng cho người ta cục kẹo, ông nở nụ cười. Ông tu cái pháp duyên với người ta, hiểu không? Sau này tới khi mà ông chia sẻ Phật pháp thì nhiều người nghe. Có nghĩa là chia sẻ Phật pháp không phải nói hay hay dở, mà là có duyên hay không có duyên. Có những người nói không hay, những văn tự của họ rất thô thiển, không có trình độ gì hết mà người ta nghe đông là do có pháp duyên. Còn có những người người ta giảng rất là hay, nhưng mà khi người ta giảng thì ít người nghe, là duyên ít, thấy không? Từ nơi đó mà tạo cái pháp duyên rất là quan trọng. Nên những đức thường nói với đại chúng trong chùa mình, những ngày lễ mà người ta về đông, mình tạo cái pháp duyên với người ta, gương mặt tươi vui, đưa hộp cơm cái câu A Di Đà Phật, đưa hộp cơm cái câu A Di Đà Phật, cái miệng cười cười, thì đưa bao nhiêu ngàn hộp cơm này thì bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu câu A Di Đà Phật, đó là công phu thứ thật á. Công phu thứ thật. Thí dụ như vậy, Đức nói lên cái có một chú ổng khai đề, ổng vỗ tay cái cả nhóm vỗ tay. Thì giờ ổng kết pháp duyên kiểu này, mai mốt mà ổng nói chuyện thì tự nhiên có người khai sướng vỗ tay là ai, phải không? Nhận Đức. Vì Nhận Đức nói ổng vỗ tay, bây giờ ổng nói Nhận Đức phải vỗ tay lại chứ, đúng không? Nên cái nhân cái quả nó tương đồng. Nên quay lại công đoạn mà thầy Lý Bỉnh Nam dạy Hòa Thượng Tịnh Không tu phước duyên, từ một đồng một cắt mà tu. Ngài chân thật làm. Mà thầy Lý Bỉnh Nam thầy nói thêm một câu là ông phải có tâm bố thí cúng dường, từ tài thí pháp thí vô ý thí, ông phải có tâm. Nhớ, làm phải có cái tâm, ít hay nhiều gì không biết, nhưng cái tâm ông bỏ vào phải lớn. Thì ông chân thật làm. Thấy người ta in kinh, bỏ một chút vào in kinh. Thấy người ta phóng sanh, bỏ một chút vào phóng sanh. Thấy người ta xây chùa, bỏ một chút vào xây chùa. Có nghĩa là những việc thiện người ta làm, ông chung tay làm. Và không có thì ông tùy hỷ bằng cái tâm, rất là hoan hỷ khi người ta làm việc tốt. Thì Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không người nói rằng đặc biệt lắm, càng làm càng nhiều, càng làm càng thù thắng, không cầu cũng có, càng làm càng nhiều. Thì quý vị biết rằng những đức đi vô chùa cũng nghe công đoạn này, rồi nghe thêm công đoạn mà Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng mà nói là gặp những ổ kiến của này kia mà chắp tay đọc tam quy y cho nó: quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, đọc ba lần cho nó và niệm Phật vài câu cho nó nghe. Ông cứ chăng thật ông làm vậy đi, những con kiến này khi nó chết đi rồi có khi nó tái sinh làm người lại, 10 năm 20 năm sau có người nghe ông giảng pháp. Những đức chân thật làm 14 năm từ khi nghe Phật pháp tới giờ luôn. 14 năm chân thật làm luôn. Trước mặt bao nhiêu con người những đức vẫn làm, không có chút gì mắc cỡ hết. Giết việc thấy rằng việc đó là tốt nên chân thật làm. Có nghĩa là nghe chân thật làm. Rồi nghe Hòa Thượng Tịnh Không được thầy Lý Bỉnh Nam dạy như vậy thì đi vô chùa Tịnh Thất Quan Âm, thầy Giác Nhàn giảng pháp, những đức sắp ghế đứng niệm Phật cho người ta, sắp hội chúng cho thầy giảng. Sắp xong rồi đi vòng vòng coi có ai nói chuyện ồn ào không, kêu người ta đừng có nói chuyện, để cho thầy giảng pháp cho người ta nghe pháp. Chân thật hộ trì nhiệt tình. Quý vị biết cái thời đó là cái Tịnh Thất Quan Âm là nó nổi tiếng đến mức nào chứ, gọi là nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Thì giống như lễ lọc mà đông mà ngồi kín mít gì. Những đức là người ở phía sau làm những việc gì đó, bố trí công việc, sắp xếp nhân sự. Khi lễ lọc trên đó lạnh thì 10 giờ bắt đầu bố trí cho anh em đi giác mền, hỏi có ai chưa có mền không? Nhiệt tình làm luôn. Rồi người ta đi đến chùa cầm đôi dép đưa cho người ta, có khi còn đưa cho tới chân người ta luôn.
cầm đôi dép của người ta lên bỏ vào bọc buộc lại đưa cho người ta. Có nghĩa là từ xưa trên đó đã làm như vậy. Nên cái nhân duyên đặc biệt vô cùng, người ta về chùa thấy nó gần gũi mà ta thích vô cùng luôn. Quý vị biết rằng là một cái ngôi chùa dù là không phải chùa lớn luôn, chỉ cần dùng cái cách này là người ta về chùa đông. Thì ra rõ ràng cái này, cách này là cách của cái ông bà ngày xưa ở dưới quê. Gặp người đơn giản bình dị, hỏi han vui vẻ niềm nở. Nhà nghèo nhưng có cái gì đồ ăn chút đỉnh đem ra chia cho nhau ăn. Vậy đó mà duyên thù thắng. Những đức lấy từ cái cách ở dưới quê miền Tây mà áp dụng vô chùa. Vậy mà ở ngôi chùa nào cũng thịnh cả. Chỉ ngay cái chỗ là đơn giản thôi, đơn giản, vô cùng đơn giản luôn. Nghĩa là riêng chùa mình ở đây mà những đức nói với đại chúng rằng ai đem đồ ăn đến bao nhiêu là cứ chia cho chúng ăn hết đi. Người ta đem đến là đem đến cúng Tam Bảo, cái tâm đã cúng Tam Bảo rồi. Thì bây giờ người ta ăn cơm thì đem cái đồ đó cho người ta ăn, nó cứ tươi ngon liền đi. Hiểu không? Còn trên bàn thờ thì thờ hoa hay là dĩa trái cây gì đó rồi được rồi. Còn khi người ta đem đến rồi là cúng dường cho Phật sống ăn đi. Thấy không? Chứ tượng Phật thì không có ăn. Chắc trên đó cho nhiều đừng cho hôi thối hả? Còn có tội. Thấy không? Đem cho Phật sống này ăn nè, Phật sống này mà vui á thì chư Phật mười phương đều hoan hỷ. Tại vì Phật sống thì đi đến đây hoan hỷ. Nên Đức Phật nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nên mình nói những người này là Phật sống nè. Mà chúng ta là ông Phật, bà Phật còn mê hoặc điên đảo, còn kinh lộn, còn giật dép, còn dành chỗ ngồi. Ở canh nhà vệ sinh đủ chuyện hết trơn á. Rồi xuống coi cái mâm đồ ăn nào mà có gì ngon ngon để tranh thủ nhìn ngó trước đừng bay lại chụp liền. Hiểu không? Sẽ là Phật nhưng mà Phật bây giờ là ông Phật bà Phật còn mê, chưa phải hoàn toàn là Phật giác ngộ. Hiểu không? Chúng ta toàn là Phật còn mê nhưng sẽ là Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nói mà à, khi ngài vừa thành Phật là ngài nói làm thai, làm thai tất cả chúng sanh đều sẽ là Phật. Hiểu không? Thì từ nơi đó chúng ta sẽ là Phật thôi, nhưng mà không biết chừng nào làm Phật. Không biết chừng nào làm Phật đó, nên từ nơi đó mà bây giờ chúng ta Phật này, ông Phật bà Phật này còn kênh lắm. Rồi có những ông Phật bà Phật đang ngồi ở đây mà đang canh túi tiền người ta nữa kìa. À, không phải giỡn đâu. Nên ở thế gian này đa dạng Phật. Cảnh giới chư Phật cũng là đa dạng cảnh giới. Rồi thị hiện cũng đa dạng cảnh giới. Dùng đa dạng phương tiện để mà cho chúng sanh giác ngộ. Dù được chỉ một người, chư Phật cũng làm cái việc mà cho chúng sanh giác ngộ từ thuận hay nghịch. Nên những đức đúc kết lại 16 chữ để chúng ta cả đời của mình nghiêm túc mình tu. 16 chữ vì nghe nào. Nhắm được mục tiêu, chọn một pháp tu, hành trì cả đời, nhất định thành tựu. 16 chữ à, không có cao xa gì cả. Nó, nhắm được mục tiêu rồi, chọn được một pháp tu rồi thì phải hành trì cả đời thì nhất định thành tựu. Bây giờ những đức đi tu 14 năm, những đức nhắm được mục tiêu tịnh độ rõ ràng. Những đức thấy rõ ràng thầy Giác Nhàn ông thành công ngay cái tịnh độ này, chứ không phải ông đi tu 20 mấy năm kia. Lúc những đức đi lên trên đỉnh tháp Quan Âm là thầy tu 20 mấy năm, thầy nói rõ ràng. Nhưng mà thầy đi lang thang, đi vô trường Phật học thì như thế nào, cứ ra trường sớm học viết mà ngán luôn, chán luôn, đi ra trường sớm thấy không có được cái gì đặc biệt, tại vì chưa nhìn được phương pháp, chưa thấy được phương pháp. Thì cuối cùng gặp được pháp môn tịnh độ, thì trong mấy năm thôi thà có được một cái pháp hội quy tụ nhân duyên thù thắng. Những đức vô nghe giảng một đoạn đó thôi, những đức nhắm mục tiêu liền, nhắm mục tiêu là một phương pháp tu luôn. Thấy không? Rõ ràng quý vị coi, phải là chùa chúng ta duy trì một phương pháp tu bền bỉ lâu dài vô cùng,
Chưa bao giờ những đức thay đổi một phương pháp tu cả, mà lễ Phật 4 chữ rồi sau này đổi lại thành 6 chữ. Nhưng đó là hòa thượng kêu những đức đổi thành 6 chữ. Nhưng những đức phải tính làm sao lễ 6 chữ nhưng vẫn duy trì được cái cách lễ và theo cái điệu lễ nó phải giống như 4 chữ luôn, thì thật sự là tâm những đức không có đổi. Những đức chưa bao giờ đổi phương pháp tu. Và từ một bộ kinh Vô Lượng Thọ thành 48 lời nguyện, từ 48 lời nguyện cô động lại thành một câu A Di Đà Phật. Càng tu thì càng chuyên, phải không? Càng tu càng chuyên tu. Càng tu càng chuyên tu. Nên quý vị đi đến chùa mình, quý vị phải để ý cái chỗ này mà những đức có đường chúc thành công. Quý vị để ý chỗ này nghe. Nhiều anh em bên cạnh những đức, những đức thường nói mấy anh em cứ để ý đi. Những đức không có cái gì đặc biệt, không giỏi, tụng kinh cũng không hay, niệm Phật cũng không có âm điệu gì hay cả. Nhưng chỉ được có một cái là người ta nghe những đức thành quen, những đức tạo thành cho người ta nghe quen luôn. Trong chùa mình không có một điệu niệm Phật nào ngoài điệu niệm Phật của hòa thượng và những đức. Vì vô đây để ý đi. Nếu như bây giờ những đức lụm nhiều cái hay cho quý vị thì quý vị sẽ lấy được nhiều cái hay. Mà nhiều cái hay mà không chiên một cái hay thì quý vị trở thành tạp hay. Tạp hay không bằng chiên hay. Hiểu không? Nhớ nghe quý vị. Khi chiên hay thì nó mới thành tựu cực kỳ lớn. Còn tạp hay là tức khắc quý vị biết thuốc thì thuốc nào cũng trị bệnh. Nhưng nhiều loại thuốc trị bệnh mà gom lại uống thì trở thành thuốc độc mà không có thuốc giải. Pháp của Đức Phật 84.000 pháp môn, pháp nào cũng là pháp giải thoát. Nhưng nếu quý vị gom lại để thành tổng trì mà bỏ vào tu với căn tính mình không có cửa này đâu quý vị. Không có cửa thành tựu đâu, cho quý vị biết đó. Mà nó trở thành bệnh mà trị không được. Tại vì sao? Vì nó quá tạp rồi. Một con người còn trẻ mà nghe nhiều, biết nhiều mà không hành trì thì quý vị biết rằng con người này họ vừa nghe mình nói cái gì là họ nói biết rồi. Họ vừa nghe nói cái gì là biết rồi. Thì tức khắc con người này hết thuốc trị rồi. Nên tất cả những con người bên cạnh những đức toàn là học cái gì? Học khờ. Đến với những đức là phải học từ ban đầu, hoàn toàn phải khờ. Người này có trình độ cỡ nào gặp những đức mà không khờ là phải đi. Chỉ có cách đó thôi. Nếu hơn tôi là phải đi. Tôi hướng dẫn mà hơn tôi thì đi chỗ khác. Đúng không quý vị? Đó. Nên vô trong chùa mình trình độ cỡ nào cũng phải khờ hơn những đức. Thầy những đức hướng dẫn. Còn những đức có giỏi cỡ nào cũng phải khờ hơn hòa thượng. Hòa thượng là viện chủ trên mình luôn, đúng không? Rồi ngài sắp xếp cho những đức thì những đức hơn ở dưới. Thì tức khắc người nào vô đây có giỏi cỡ nào cũng phải dở hơn những đức, thì người đó khôn. Còn người nào giỏi mà vô đây giỏi hơn những đức thì người đó phải đi. Tôi để ông ở đây đặng tôi với ông đụng nhau hả? Chùa này chia ba xẻ bảy sao? Nên từ nơi đó tôi phải giữ cái cương vị để chi? Để chúng này ổn. Nên chùa mình không có cái hay nào đem vô đây, chỉ đúng có cái hay của hòa thượng và những đức. Vậy thôi thành chuyên hay. Mà hòa thượng thì ít giảng pháp, những đức thì thường chia sẻ Phật pháp với quý vị. Nên phải duy trì một hướng của mình để quý vị vô đây là có một hướng. Rất là nhiều chùa nhìn giống rất từ bi, cái gì hay cũng đem tặng cho người ta, cuối cùng người ta không biết dùng cái hay nào. Thấy ai giảng pháp hay cũng mời về giảng, cuối cùng cái nào cũng hay. Như vậy thì mỗi cái hay là mỗi một phương pháp, mỗi một cái hay là một cách làm. Vậy thì đưa nhiều cách làm, nhiều phương pháp. Phật tử đi về chùa lấy cái gì về chùa, về nhà làm? Lấy cái gì về nhà làm đây? Còn tôi không có hay, nhưng người ta đi đến đây người ta có một phương pháp về nhà hành trì. Như vậy thì mới gọi là chuyên hay. Phải không? Nên đúc kết 16 chữ rõ ràng với căn tính của mình luôn, không phải cao siêu gì cả. Thí dụ như hòa thượng ngài đưa lên hai câu mà chúng ta thấy rằng cũng hơi cao: chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi, nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên niệm Phật. Rất là đặc biệt nhưng vẫn còn cao, đúng không? Chúng ta bây giờ chuyên tu chuyên niệm Phật luôn, đúng không? Nhắm được mục tiêu vẫn là một nha. Chọn một pháp tu vẫn là một. Hành trì cả đời vẫn là một. Nhất định thành tựu chữ nhất vẫn là một. Bốn câu toàn là một. Gọi là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng.
phải không? Nói gì không biết, còn miếng vỗ tay là được. Thấy không? Đang có nhiều người đi đến đây nghe chia sẻ Phật pháp thì gặp những người nói rằng gì chia sẻ Phật pháp dốt nát mà chia sẻ Phật pháp cái gì, kệ miễn sao vỗ tay là được. Và cười là được rồi, đúng không? Cuộc đời con người đặc biệt nhất là có nụ cười. Về đây gì không biết nhưng mà cười nhiều là thấy ngon. Nó nằm dưới đất, nằm chánh điện, nằm tá lả âm binh dễ mà vẫn cười. Từ hôm qua giờ mà vẫn cười đó. Đi về đây nằm ngủ mũi cắn đồ chơi vậy đó mà thấy cô nào cũng đẹp. Hiểu không? Vì sao? Vì nó kết thành một cái đại từ trường tuyệt vời quá. Mà cái đại từ trường thiện này nó kết thành một lực lượng đại thiện. Mà dùng cái lực lượng đại thiện này để cầu an cầu siêu cho người thân thì nói làm chi nữa. Vì dùng cái lực lượng đại thiện này để cầu an cầu siêu thì quá tuyệt à, quá tuyệt vời. Nên bây giờ trong cái mùa Du Lan này, quý vị coi như chùa mình bây giờ đông như vậy, bây giờ quý vị cài hoa hồng này kia, chương trình cái này kia, sao làm được đây? Vì lôi ra thì cái chương trình của mình nó không còn cái chuyện mà thời gian tu nữa, hiểu không? Thì thôi bây giờ nhiều người ta làm chương trình đó, tới mình là hoàn toàn chuyên, là chuyên luôn, thấy không? Bây giờ cài xong rồi đi bước hoa tùm lum, nó cài xong rồi có thể để tứ tung lang thang, thấy không? Nên từ nơi đó thôi bây giờ chúng ta riêng mình ở đây là mình đã chuyên niệm Phật rồi, mình duy trì luôn. Còn ở nơi nào ta làm sao đó là chuyện của người ta, hiểu không? Những đức không có bài xích nơi khác nghe, mà những đức nói cho mình ở đây chuyên là mình nói ở đây chuyên. Tại quý vị muốn chuyên thì những đức chuyên cho quý vị. Còn nơi khác muốn tạo thì cứ tạo đi, muốn nhiều thì nhiều đi, đúng không quý vị? Đó, những đức cũng có in một tấm hình của Đại Lão Hòa Thượng, tính là hai ngày Du Lan cũng làm cái mục ở đây nè, rồi mình cũng cắm hoa đồ để hình Hòa Thượng. Nhưng mà mình thấy nhiều người làm quá, thôi được rồi, chắc Hòa Thượng ngày hiểu rồi, thôi chúng ta vậy luôn đi, cũng hiện tại chùa không phải của mình, thấy không? Thôi biết người thôi, ăn cây nào gào cây đó. Đúng không? Còn học thì biết sao, tự học biết là được rồi. À, nhiều người làm rồi, thôi được rồi. Rồi ngày nào chùa tu cũng hồi hướng với Hòa Thượng, đó là nhớ ơn. Cái nhớ ơn nhất mà quý vị tôn trọng Hòa Thượng và nhớ ơn Hòa Thượng là cái gì? Quý vị biết rằng tới tuổi gì già của Hòa Thượng Tịnh Không á, là Ngài nói về giáo dục gì, cuối cùng Ngài cũng nói niệm Phật quan trọng nhất. Ngài quý vị để ý toàn Ngài nói niệm Phật quan trọng nhất. Về tuổi gì già của Hòa Thượng Tịnh Không là điều nói niệm Phật quan trọng nhất. Như vậy thì nếu quý vị nhớ ơn Hòa Thượng thì quý vị nên làm cái chuyện là chuyên niệm Phật, đó là nhớ ơn. Nhớ ơn thật sự luôn rồi đó. Rồi bây giờ hướng dẫn bao nhiêu con người về niệm Phật, đó là tâm nguyện của Hòa Thượng Tịnh Không đó. Vì làm đi, chân thật mà làm đi. Đó, nên tất cả cái việc gì cũng tốt hết, mà cái tốt nào cảm thấy phù hợp thì làm. Còn có những cái tốt mà rề rà thì thôi khỏi làm. Có cái tốt mà thôi nó phân hai phân ba thì khỏi làm. Chừng nào hoàn toàn là chùa của mình đi rồi mình muốn làm gì làm, hiểu không? Thôi bây giờ mình giữ chùa thôi, vậy cũng ngon rồi. Lôi tùm lum la làm chi nữa. Nó nên Đại Lão Hòa Thượng chúng ta ở đây là trưởng ban trị sự, nên có những việc Ngài cũng rất là tùy thuận chúng sanh. Ngài ở trong giáo hội mà, nên chúng ta ở chùa Hòa Thượng mình không muốn làm phiền những việc gì đến với Hòa Thượng. Ngài lớn tuổi rồi đó, mà thật sự mà nói những đức con người cũng không phải dễ thu phục. Nó từ từ nó cảm giác rồi nó mới kính trọng và thương yêu nghe quý vị, chứ không phải chuyện giỡn đâu đó. Nên những đức nghĩ rằng giữa con người đến với con người, chúng ta châm biếm nhau cũng tốt quý vị, chửi nhau cũng tốt nữa. Tại vì chửi thời gian tới nào hết cái nghiệp chửi là nghỉ chửi là thương à. Những đức cũng ưa chửi người này người kia, mà người ta cũng chửi những đức nữa, nhưng mà chửi với là thương nhau luôn nghe. Kinh nghiệm rõ ràng, có khi những đức cũng bực bội lắm, bực bội này bực bội kia, những đức cũng chọt tá lả âm binh. Nhưng mà giết rồi những đức tự nhiên mình nói ủa sao mình nói giết giờ sao tự nhiên mình thương luôn chợ. Vậy là rõ ràng, vậy là chúng ta có cái nghiệp ở cái cuộc đời này đến đây. Nên cái chuyện mà chửi nhau, mắng nhau, nói xấu nhau tốt, cứ nói tá lả âm binh đi, nói sao mày mới nói à.
À, nó ngộ vậy đó. Tại vì cái nghiệp này không trả ở đây thì trả ở đâu? Tam đồ ác đạo. Hiểu chưa? Nên bây giờ mình tu, mình cũng tu tốt lắm, nhưng mà bị nhiều người nói mình đó nghe, thì mình hết sức là hoan hỷ đi. Tại vì nợ phải trả ở đây thôi. Còn bây giờ mình ti tu niệm Phật, nhưng mà sao mình gặp cái bà đó, cái ông đó mình ghét quá à. Mình cứ chửi họ hoài vậy đó. Thì mình cứ nói, ờ mày cứ tha hồ mày chửi đi, nhưng mà tâm quyết mày phải niệm Phật nghe con. Thì mày cứ chửi đi, rồi mai mốt tự nhiên hết nợ là nghỉ chửi à. 100% luôn, cái này là rõ ràng. Nên rõ ràng trong Phật Pháp không có khó tu quý vị. Mà tại sao người ta nói nó khó quá à? Nếu như Phật Pháp mà khó quá ai tu? Nhất là trong cái thời Phật Pháp này mà khó quá ai tu quý vị? Nó phải làm sao mà nó dễ tu? Mà nhất là Pháp môn Tịnh Độ này là Pháp dễ tu à, nhất là Pháp môn Tịnh Độ này là cái Pháp dễ tu. Nói bây giờ quý vị về đây trong cái dịp tháng 7 này, chiều nay còn đông nữa nè, thì bây giờ chúng ta cùng kết duyên tu phước để mà mình cầu an cho người thân, cầu siêu cho người thân của chúng ta. Chỉ cần có một cái tâm đó thì tất cả chúng sanh đều có hết trơn luôn, đúng không? Nên bây giờ chúng ta tuy ngồi chia sẻ Phật Pháp gì nhưng nó thông cái tâm được. Khi cái tâm mà nó thông rồi nó tu dễ lắm. Còn bây giờ mà cái tâm nó chưa thông mà nó ép tu nó cũng dội ra, hiểu không? Nên trước nhất phải thông được cái tâm. Nên đi về đây mà gặp những sự cố gì, trở ngại gì, đụng chạm gì, quý vị làm được trong hai ngày nay thì quý vị sẽ thấy cảm giác đặc biệt lắm. Làm được là cái gì? Nhẵn, nhìn, vui, cười. A Di Đà Phật. À, đây là chỗ đông người nên mới nói là một ngày một đêm tu ở cõi Ta Bà mà 100 năm ở thế giới Cực Lạc. À, nên ngồi vậy ai có đau chân thì tìm cách sao thẳng chân được thì thẳng chân. Còn nếu chặt mà chùm hổm cũng được, miễn sao đỡ đau chân rồi thôi. Ở đây thì không có nói vòng vo tới cái chuyện đó, đúng không? Chân trời, mình ngồi ở đây ngon quá trời luôn. Người ta ngồi dưới nó đau chân, như những đức mà ngồi dưới đó, những đức đau chân, những đức cũng ẹo à. Ẹo những đức tìm cách hướng này hướng kia, những đức thẳng chân à. Chứ ngu gì ngồi cho nó đau chân, đúng không? Còn tôi nghe là tôi nghe, tôi kính là tôi kính, chứ không phải gọi là tôi ẹo tới ẹo luôn. Tôi thẳng chân mà tôi không cung kính, nó đau muốn chết được mà không cho thẳng chân sao được, đúng không? Thì từ nơi đó cái việc tu hành nó không có khó. Cái quan trọng là mình nghe được Phật Pháp mình áp dụng trong cuộc sống nè. À, bây giờ mình đem Phật Pháp mình áp dụng trong cuộc sống đi. Ngày xưa mình đều có một cái tâm mình gọi là lỡ mình hại người là mình làm tá lả bên chân, còn lợi người ta mà mình không có lợi là mình không có làm. Nhưng mà bây giờ mình học Phật rồi, cái gì mà mình thấy mà lỡ được cho người ta là mình cảm thấy cũng vui rồi, mình làm liền á. À, mình làm á, dù mình không có được lợi bao nhiêu á chứ, thấy không? Mà nếu được mà lợi người ta lợi mình luôn thì tốt quá. Còn nếu như mà lợi người ta mà mình không có lợi bao nhiêu chứ, mà làm được thì phát tâm này rộng quá, tâm Bồ Tát, hiểu không? Đó. Nên á, bây giờ mình học Phật á, thì gia đình còn chồng, vợ, con, thì mình làm sao mà lỡ mình mà lỡ người á, thì chồng con mình nó chấp nhận. Còn nếu như cái gì mình cũng lỡ người ta không mà mình không có lỡ gì chân thì nó nói mình ngu. Hiểu chưa? Thế gian nó mình ngu. Nên cái gì mà lỡ người ta hoàn toàn mà không có lỡ mình thì mình phải giải thích cho người ta nghe, là cái lỡ ẩn ý bên trong nó dày hơn nữa, để cho người ta biết. Chứ nếu như người ta thấy mình không có lợi gì mà cứ lợi người ta hoài, người ta chê mình ngu á, người ta không có chịu học Phật đâu. Nó chúng sanh mà muốn dẫn dắt người ta học Phật á, từ ban đầu phải có lợi ích xác thực cho người ta thấy, thì tự nhiên người ta mới thích tu, hiểu không? Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không mà ngài đi giảng ở đâu quý vị biết không? Là ngài chưa đi đến đó là mấy xe pháp thí đi đến đó rồi. Nên cái pháp duyên của ngài nó dày kinh khủng luôn đó. Nên mình bây giờ thì mình không có tiền mình làm pháp thí đến cái mức như vậy, mà mình chọc người ta cười cũng pháp duyên à, hiểu không? Cười cái này hiểu không? Kêu cười cái là cười liền, dễ thương ghê. Đâu, đã là có duyên với nhau rồi kêu cười là cười liền à, còn không có duyên bây giờ bắt buộc bây giờ nó cũng không cười nè, hiểu không? Nên từ nơi đó mà mỗi một con người ngồi đây mà mấy ngàn con người mà ai mà cười lên cái thôi là quý vị thấy không? Cái từ trường này nó nóng bây giờ nó cũng đỡ một chút nữa. Nó đau chân nó cũng đỡ một chút nữa. Đó, chứ gặp mà lên đây mà lệ nhẹ nghe. Một chút là bà nào bà nấy ngồi dưới, không ngồi đâu. Đứng lên đi ra ngoài luôn chứ ngồi gì. Còn nếu mà có duyên lắm mà họ ngồi là họ làm vậy nè. Bà đưa giọng đó, phải không? Đưa tới đưa lui vậy nè.
Bà đưa một chút rồi bà dựa cho cái bà kế bên luôn vậy đó. Rồi trên đây bị giảng nổi không? Nghe không? Quý vị trên đây nói chuyện mà ở dưới họ làm vậy nè. Quý vị đây mình nhìn xuống cái bị sổ mình rồi còn nói gì nữa. Hiểu không quý vị? Nên từ nơi đó mà nói sao không biết mà người ta vui, người ta vui vẻ, hoan hỷ, người ta có nụ cười là tự nhiên pháp duyên thù thắng. Nên mỗi một con người ở đây nhớ nha, những đức nói rằng là chùa mình mà ngày chủ nhật ngày lễ á nha, là những điểm đặc biệt để mà mình tu phước duyên. Dù phước duyên mình có kém cỡ nào mà nhập trong chúng này thì phước duyên vẫn vậy. Phước duyên rất là vậy. Nên cứ tạo phước duyên bằng cách nhập chúng đi, nhập cảnh đi. Gì nè, niệm Phật cùng niệm. Thí dụ như một mình phát câu Phật hiệu niệm thì như một ngọn đèn. Mà ở đây bao nhiêu ngàn người mà niệm Phật thì thắp lên bao nhiêu ngọn đèn. Mà mình nhập vào cái cảnh bao nhiêu ngọn đèn, nhiều đèn quá thì tức khắc bóng tối vô minh tan biến liền. Nên cái mà chuyển nghiệp là nhờ đại chúng. Nên Phật mới nói là đức chúng như biển cả mênh mông là như vậy. Thấy không? Đức chúng như biển cả mênh mông. Từ nơi đó mà nương chúng nhờ chúng, phước của chúng cực kỳ lớn. Phước của chúng cực kỳ lớn. Bây giờ mình đi đến đây đi tu là thấy mình tạo pháp duyên chưa? Rồi quen bao nhiêu bạn tu chưa? Còn mình ở ngoài đời mình đi đến một cái quán nhậu hay là cái chỗ mà ăn hải sản đi, thì mình vô đó mình quen bao nhiêu bạn ăn hải sản, bao nhiêu bạn uống rượu. Còn bây giờ mình đi vô chùa thì mình quen bao nhiêu bạn đi tù. Nên mỗi tuần chủ nhật đến là đúng rồi, nghiệp gì mà không tiếu. Thấy không? Đó, quý vị nghe những câu gần gũi nè. Đi đến chùa chúng ta mặc một bộ đồ kín đáo là đúng. Phải nữ nhớ nghe. Đi đến chùa mặc một ít gì cũng một bộ đồ lam chứ kín đáo đàng hoàng. Mà nhưng chùa mình thì toàn là dân chuyên tu không mà. Nhìn xuống thấy đâu có bà nào bạn áo dây đâu. À. Trong đây mà có một bà bạn áo dây là bà này chắc là Bồ Tát thứ thật. Dám làm chuyện khác người, thấy không? Đúng không? Nó, nhưng mà mình nói câu này để cho nhiều người ta nhận thức. Quý vị biết rằng nếu mà Phật tử hành hương đi vòng vòng tam quốc á, thì quý vị biết rằng đầm cũng riếp dây không dây tứ tung lang tang. Thấy không? Thì thấy rõ ràng không? Nên còn người ta vô đây chuyên tu thì thấy không? Một loạt giống hịch. Mà cả người ta trang điểm mà cũng không thấy luôn. Vô đây trang điểm mũi nó cắn chết. Bước vào chùa có tâm cung kính, đừng nên khạc nhổ, bẻ hoa, bẻ trái trong chùa gọi là lộc. Này gần gũi nhất rồi đó. Nhiều người có những quan niệm ngộ ghê. Vô chùa bẻ cành hoa đem về là lộc, bẻ cái trái đem về là lộc. Đúng rồi, lộc này lộc gì? Lộc ăn trộm. Ăn trộm của ông chùa mà là lộc. Rồi bước vào đất Dạ Lam thì đi đâu cũng khạc đàm, khạc nước miếng tùm lum, đừng nên làm gì. Cỡ nào cũng mảnh đất Dạ Lam, nơi chùa chiền mà nơi mà thờ Phật Bồ Tát. Nhất là những ngôi chùa tu gì có Phật Bồ Tát ngự giá chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu nghe quý vị. Nếu không sao mà nó đông người gì mà nó bình thường được. Chương trình khiếm thị 5.000 người mà trời mưa xuống mà mù, nó chạy tá lả âm binh mà nó không đụng nhau là quý vị biết. Quý vị biết cỡ nào chưa? Quý vị coi mù mà nó dày đến mức mà 5.000 người khu vực này quý vị nghĩ. Mà vậy mà mưa xuống mà nó chạy không đứa nào đụng đứa nào hết. Cái chuyện này không phải là chuyện tầm thường. Chuyện này phàm phu không làm được. Đúng quý vị? Thì Nhận Đức đứng ở trên khu tăng kìa, nhìn kìa. Cảm ứng nó mới ho. Nhà Đức đứng trên khu tăng, nhà Đức nhìn nó chạy tá lả âm binh. Mô, què, xí cầu que, cục tay nó chạy tứ tung lang tang. Mà ghế đá nheo nhóc hết. Mà không thằng nào con nào đụng vô ghế đá hết. Mình nhìn mình thấy lạ thiệt. Trời con là nó bài binh bố chặn nè. Chạy xẹt 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 xẹt. Mà không tên nào đụng tên nào hết. Rồi lạc bày hết luôn. Là có ý Nhân Đức nói là nhóm đi á, trưởng đoàn dẫn nguyên nhóm đi á, mưa xuống cái ào xuống nó chạy tá lả binh chân à, còn nhóm nào theo nhóm nào nữa đâu. Vậy đó mà chút trưởng đoàn cũng khiếm thị,
bước lại cái ghế kia ngồi, không biết nó dùng cái chiêu gì, không biết luôn. Một chút rồi tự nhiên nhóm của nó thành nhóm, thành nhóm, thành nhóm, thành nhóm lại hết trơn. Trời ơi, mình nói công nhận thì không biết làm sao luôn á trời. Cái này không giải thích nổi. Quý vị coi á, mà rõ ràng bữa đó quý vị tổ chức chương trình khiếm thị vậy là coi rõ ràng, mưa rõ ràng luôn à. Mà trước đó ngày như Đức nói, ông trời ơi, ngày mai đừng có nắng nghe. Như Đức nói rõ ràng, ngày mai đừng có nắng, khiếm thị nắng quá không có chỗ ngồi, ngồi ngoài nắng còn nghiệp họ quá. Cuối cùng ông trời ông nói, ừ ngày mai tao không có nắng, tao mưa cho mày biết. Ông trời ngày mai mưa. Hiểu không? Mà đúng cái giờ Nhật Đức qua là ông trời ông quỷ nghỉ mưa hoàn toàn luôn. Cái lúc mà Nhật Đức qua nghe, cái lúc mà Nhật Đức vừa đi qua là không còn mấy mưa nào hết trơn, người mù nó mới tập trung ra lại. Chứ không thôi cái lúc kia là nó chạy tá lả bình vô trong nhà ăn, nó tứ tung lang tàn hết trơn. Vậy mà trong vòng 10 phút sau nó chở gì vậy chứ, ngồi nhóm nào ra nhóm nấy. Mình nói công nhận thiệt luôn, đúng là có tật có tài. Có tật có tài thiệt ha. Toàn là Phật gia hộ, Phật Bồ Tát gia hộ nên đông vậy mà nó không giảm đạp nha. Chứ nếu như một người khiếm thị nó té xuống mà mỗi tên nó đạp một cái thôi cũng không còn miếng thịt. Thì nghĩ nó đông vậy nó mù có thấy đường đâu, nó có đạp lên thôi. Chết queo con ta rồi. Nó ngồi xe thì quý vị biết rằng nguyên cái xăng ngoài trước này nó đầy kính xe 50 chỗ hết trơn luôn. Đầy kính hết luôn. Như vậy mà trong vòng nửa tiếng sau, mà khi nghỉ chương trình nửa tiếng sau thôi, tất cả người khiếm thị đi về sạch hết luôn. Nửa tiếng đồng hồ. Ôi đúng là chùa mình vậy đâu mà lạ. Chứ đúng mà xe kiểu đó mà nó chạy tà lạ âm binh, mà khiếm thị nó kéo đàn 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 nó đi, mà xe nó vết vài tên một cái là mình có chuyện liền. Vậy mà cuối cùng không có tên nào bị cái gì. Vậy mà có mình bà già trong chùa, có bà già té gãy tay. Đúng là ngộ ghê á, người tu hành thà mình chịu không để cho người ta chịu. Đem tên lính trong chùa ra 91 tuổi. Gặp người khiếm thị trời mưa chạy, xẹt xẹt xẹt. Bà thấy bà bưng cái thao giặt đồ bà đi ngang, mà bà cụ 91 tuổi khỏe lắm. Bưng cái thao giặt đồ đi giặt đồ thấy mù á, trời mưa nó xẹt á. Bà thấy gì bà cũng xẹt theo, bà té cái ạch, gãy cái tay. Đúng một bà trong chùa bị gãy tay. Mà đúng là đặc biệt thiệt. Mấy ngày nay lưu bu chứ không lưu bu, quay cái đoạn phim của bà cụ lên cho quý vị coi. 91 tuổi gãy cái tay, xong gãy xong rồi đi giặt thêm cái thao đồ luôn, giặt xong rồi cái tay lìa luôn. Kinh khủng không? Lìa cái tay xuống luôn, rồi xương nó đâm thẳng vào thịt chảy máu ra. Vậy mà bà ngồi bình thường, ai với đào Phật, ai với đào Phật. Hỏi cụ có sao? Cụ có gì đâu, sớm muộn cũng chết thôi, có gì đâu mà sợ. Đúng là kinh khủng như vậy luôn á. Xong nhà Đức thấy tội nghiệp á, đưa xuống dưới Vũng Tàu bệnh viện. Xong bác sĩ nói bây giờ bà cụ này phải đưa xuống cái trung tâm chỉnh hình thành phố. Đưa bà xuống trung tâm chỉnh hình thành phố. Xong bắt đầu là người ta nói để 2 ngày sau đi rồi mổ sắp xương lại. Xong người ta mổ ra cái người ta nói xương của bà 91 tuổi rồi. Bây giờ nếu mà bắt con ốc cái chỗ này thì nó gãy chỗ này, bắt con ốc chỗ này thì nó gãy chỗ này, vì nó già quá rồi, xương già quá rồi sao bắt ốc. Rồi xong á, hỏi bà cụ có đau không, nói có gì đâu đau. Vậy mà bà độ bao nhiêu bác sĩ ở dưới thành phố luôn. Bác sĩ tập trung nó nói ủa bà già, bà cụ 91 tuổi mà bà không đau chứ. Nó không đau. Rồi những người xung quanh mà bệnh đi lỡ coi bà cụ 91 tuổi, nói bà có đau không cụ, không. Niệm Phật cùng với tôi nè. Ghê không? Bà vô bệnh viện, bà độ người trong bệnh viện liền. Ghê mấy vị. Bác sĩ nói bà ngộ thiệt, người ta gãy tay kiểu này là đau dữ lắm, bà không đau à? Không. Vậy thôi bà khỏi mổ luôn đi, chứ bây giờ xương bà già quá, mổ mà bắt ốc đồ nó còn khi nó còn đau hơn nữa. Bà nói thôi tôi không có muốn mổ đâu, mà do thầy kêu đi đó rồi tôi mới đi, chứ thôi khỏi mổ đi, để đại nó đi. Rồi xong đi về đây, về lại những Đức qua thăm, thấy bà ngồi ăn tô bún cười hì hì. Kinh khủng không, cái tay gãy lọi gì đó mà ăn tô bún cười hì hì. Như Đức hỏi tay đau, bà nói bà dở cái tay, bà nói vậy nè, có gì đâu đau, lòng thòng thôi chứ đau gì. Không có một chút gì than thở, không đau gì luôn. Tới bây giờ không đau chứ. Bình thường gãy tay mà không đau chứ. Rõ ràng không? Nó à. Đây là người thật vị thật á. Cái vị vô bị thăm bà cụ 91 tuổi thì bị thấy. Có bà cụ 91 tuổi khu nhà phía sau, phòng số 1,
Đó. Thì vì biết rằng á, bà ăn chay, bà niệm Phật, tâm bà quan hỷ, mỗi ngày bà cười rất là nhiều, nên bà 91 tuổi, quý vị coi bà chừng 70 tuổi à. Thì vô coi phải không? Chừng 70 à. Là bà rất là khỏe, rất là vui. Thì cái tâm trạng bà vui như vậy nên cái chuyện mà cơ thể của bà về cái chuyện mà gãy tay hay là chày da chày thịt nó không có làm đập như cái người mà tâm địa nóng giận. Cái này là tổ sư cũng nói mà, con người mà tâm địa đã ác rồi bệnh thì vô phương trị, con người mà tâm địa thiện dù có bệnh đi chăng nữa thì dễ, cũng dễ trị nè, mà nếu để thí thì cũng tự hết nè. Để tâm địa thiện thì thịt thiện, mà tâm địa ác thì thịt ác, hiểu không? Nên nó tại sao mà con người mà sân si hung bạo hung ác thì tự nhiên họ chết, có khi họ đọa làm rắn độc. Tâm họ độc chừng nào thì rắn độc chừng nay, tâm càng độc chừng nào thì sanh rồi vào những loại độc chừng nay, quý vị hiểu không? Nên từ nơi đó cái nhân cái quả nó rất là tương đồng, quý vị phải hiểu nghe. Nên mình đi vô trong chùa mình phải hiểu, nghe giáo dục gì mình hiểu nè, chứ mình đừng có đi đến chùa mình bẻ hoa bẻ trái mình la lộc được bẻ. Quý vị nghe được pháp là lộc nè, quý vị niệm Phật là lộc đó, nghe không? Quý vị vui vẻ là lộc đó, nhiệt tình phục vụ tam bảo là lộc đó, chấp hành nội quy là lộc đó. Những cái điều tốt này là cái phước duyên, là thật sự là lộc. Còn bẻ hoa bẻ trái mà nói là lộc, cái này là đi ăn trộm của tam bảo chứ lộc gì? Nguy hiểm lắm á nghe, chứ không giỡn đâu à. Rồi một cái nhăn đơn giản thôi, quý vị khạc một cái miếng đàm, một miếng nước miếng thôi, nghe chăng? Cái đường đi kẻ đi qua người đi lại chỉ cần nhìn cái dũng nước miếng dũng đàm đó thôi, mà ta vừa gặp cái người ta vừa bưng cái tô cơm ăn mà ta nhìn cái ta ăn không ngon thì cái nhân của quý vị đã tạo ra cái quả rồi đó, quý vị thấy chưa? Nó thì quý vị chịu cái dơ giấy trong đời kiếp nào dài lâu, hiểu không? Đó, nên á mình đi vô trong chùa á, mình ăn cơm á, thí dụ như cái hộp cơm mấy cô dưới nghe nè, bớ cơm ra hộp cơm vừa vừa đừng bớ nhiều. Vì người đi vô đây tu á, có khi họ vui quá, họ nghe pháp họ an lạc, họ ra ăn cơm ít xịt mà cũng no nữa. Lạ lắm, như hôm qua gì như đứa có ăn cơm gì đâu mà no hoài không biết sao á. Chắc là người ta vui mình no. Khi con người mình mà vui nó tích tụ một cái nguồn năng lượng, nó không có đói. Còn con người mà khi bực bội sân si nhìn cảnh duyên xấu á, không phải là tự nhiên mình mau đói lắm, vì hao năng lượng, hiểu không? Quý vị biết rằng cái sự làm cực của cái thân á, mà cái tâm trạng quan hỷ mà vui á, thì thầy Lý Bỉnh Nam thầy nói hao chỉ có 5 phần năng lượng thôi. Mà con người mà sân hận buồn chết không vừa lòng không vừa ý, buồn người ta để trong tâm, là một ngày quý vị là hao 95%. Quý vị coi, làm cực không có hao năng lượng đâu, mà chỉ có sân si bực bội mới hao năng lượng. Nên tất cả quý vị, nhất là phái nữ, phải giữ cái trạng thái cho tâm bình khí hòa thì trẻ lâu chậm già, hiểu không? Nó trẻ lâu, nó từ nơi đó quý vị biết rằng là đừng có người phụ nữ mà tính tình sân si khó chịu mặt mụn không à, nó giỏi quả, hiểu chưa? Cọc cằn đồ mặt nhau nhau rồi đó nè, bây giờ gặp những đức là không có còn cái mặt nhau nữa nghe, đừng có đi đâu mà cũng mang cái mặt này đi nghe. Nhìn là biết cái dạng keo à. Những đức nói cho mấy ông biết chứ, keo là toàn là mặt này không nè, nhau gì không là keo đó. Mấy ông mà đụng tới của nổi mới sợ luôn á, thấy không? Còn khi mà con người mà nó rộng rãi là chán tức khắc rộng ra liền, người nó ít bao giờ nhau lắm quý vị. Ngày xưa á, mà mình biết mà nó, những đứa con bà cô trời ô bà keo, mà bà đi đâu bà cũng nhìn là mặt là khó liền à, nhìn là khó khăn liền vậy, nó kỳ cục ghê. Bây giờ mình học Phật rồi nghe, mình đi đâu cái mặt mình cục. Gặp chào anh A Di Đà Phật, chào chị A Di Đà Phật, vô chùa gặp quý thầy, chào quý thầy A Di Đà Phật, à, vui 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 ha. Cơm đồ hộp cơm đồ múc ăn, múc cái tâm cảm ơn á, người ta nấu mà tuy là mình có hộp cơm nhưng mà bao nhiêu ngàn hộp cơm thì thành một nồi cơm, mà nồi cơm này quá bự, người ta nấu quá cực, dù là một miếng đậu hũ nhưng bao nhiêu miếng đậu hũ thành một nồi đậu hũ, dù là một cái cọng đồ xào nhưng mà bao nhiêu người ăn này thì thành một chảo đồ xào, lửa đốt ầm ầm mà ta nấu dưới đó, ta nóng bức cỡ nào chưa? Rồi người sắp cơm hộp, người lau bàn, người sắp ghế, ăn xong để đó ta phải đi lượm rác, vì coi bao nhiêu
đôi tay con người kết hợp chúng ta mới được ngồi đây như vậy. Có nghĩa là trong cái cuộc đời này con người chúng ta phải nhớ rằng đừng bao giờ cho rằng chúng ta làm được đâu dép mình là số 1. Nếu như mình chỉ có đâu dép thôi mà không có bộ đồ, quý vị đi ra đường được không? Nếu như có đâu dép với bộ đồ rồi mà chúng ta không có cái nón cũng khó khăn. Có luôn rồi mà nếu không có cơm gạo thì làm sao ăn mà sống? Nên trong cái cuộc đời này quý vị phải nhớ rằng là mỗi người là mỗi việc kết hợp thành một thể. Nên tâm của một con người ích kỷ, chỉ biết nhà mình à, chỉ biết nhà mình đầy đủ thôi, mặc kệ người ta dịch bệnh này kia đồ khổ đồ nước lụt lội gì đó, thì bắt đầu là chữ đồ ăn để nhà mình đầy đủ là được rồi. Nhà mình đầy đủ nó cắt cổ mình chết còn sớm hơn nữa chứ đừng nói. Phải chi có một miếng mà đem chia cho nó người miếng ăn, mình còn sống được 2 ngày. Còn nếu như mình giữ sống 20 ngày, coi chừng mình sống có 1 ngày nó cắt cổ mình chết queo cho mà biết, mà mình chết mình còn đi đọa lạc nữa. Còn mình đem mình chia đi cái đức đó để lại cho con cháu còn thù thắng hơn. Nên thí dụ như mùa nước lụt hay là dịch bệnh hay là cái gì, đừng bao giờ chữ đồ ăn để lúc đó tung ra bán mắt. Đây là tâm địa gì? Vì hãy suy nghĩ đi, cái tâm địa mà để mà lựa lúc người ta khổ mà để đưa ra để mà trục lợi, thì vị biết cái quả báo này cỡ nào chưa? Lúc người ta khổ mà giúp người ta, gọi là giúp ngặt. Ngặt nghèo cần phải giúp, còn nghèo thì phải chỉ. Nó giống như nghèo, giống như phải cho phương tiện cho họ sống, chứ nghèo ai mà giúp hoài được. Còn ngặt lúc đó phải giúp, còn nghèo là phải chỉ. Nên Phật rất là từ bi. Nghèo thì Phật chỉ bố thí, có tâm bố thí, từ nội tài bố thí, ngoại tài bố thí. Nội tài là gì? Dùng sức khỏe tu phước tu duyên. Ngoại tài là gì? Có tiền bạc tu phước tu duyên. Mà nội tài nó còn thù thắng hơn ngoại tài nữa đó. Đi đến đây chấp hành nội quy, sống ở đâu, nằm ở đâu, ngồi ở đâu, ngủ cũng vui. Đó gọi là nội tài bố thí. Bây giờ đơn giản quý vị ngồi ở đây mà quý vị để cho điện thoại reo là quý vị làm phiền người ta, tổn phước rồi. Còn quý vị tắt nguồn điện thoại duy trì đàng hoàng là quý vị đang bố thí nội tài. Thấy đúng không? Cái việc vô cùng đơn giản xác thực luôn. Còn mình ngồi ở đây mình không nói chuyện gì, nghiêm túc nghe pháp là bố thí nội tài. Còn nếu như mình nói chuyện quay qua quay lại làm phiền người ta là mình đang tổn duyên tổn phước. Chỉ cần quý vị ngồi ở đây mà quý vị chỉ cần động đậy làm phiền người ta phía sau thì 10, 20 người nó nhìn quý vị nói cái bà gì ngồi nghe pháp mà cứ nói chuyện hoài. Vừa mỗi người nó nghĩ như vậy thôi thì phước mình tổn cực kỳ cao, mà những người nghĩ kia cũng tổn luôn, cùng nhau mà tổn. Thấy chưa? Quý vị nghe gì rồi tự nhiên vô chùa thấy lợi ích chưa? Quá lợi ích. Nó nên một cái việc mà nhổ nước miếng khạch đàm cũng không làm luôn nữa. Sửa luôn, từ hôm nay có đàm nuốt vô bụng, khỏi nhổ luôn. Ấn Tổ ngày nói lấy đàm chỉ đàm, lấy nước miếng chỉ nước miếng, khạc đàm khạc nước miếng, nhổ nước miếng giết rồi bệnh hết chị được luôn. Nhổ giết rồi quý vị hết chị bệnh luôn, cho quý vị biết đó. Đừng có nhổ, không nhổ giết thành quen, hiểu không? Nên lâu lâu gần cổ nó cũng có một cục đàm khạc ra, nhìn cái nuốt vô luôn rồi luôn, hiểu không? Mấy bà nghe gớm thì thấy chưa. Khạc đàm ra nhìn đàm nuốt vô, không vô phải không? Không vô phải không? Mày vô không? Vô. Thấy chưa? Ồ, nó giảng thì thấy nó lạ lạ vậy đó. Nhưng mà cho quý vị biết đó, nếu quý vị làm được điều này thì quý vị đi đến đâu cũng vệ sinh, không có làm phiền người khác. Còn nếu như bây giờ ở dưới miền Tây đồ, ngồi trên nhà cao mà nhà giạc nó có lỗ lỗ vậy nè. Rồi lúc còn nhỏ mình ở dưới miền Tây thì ưa kiểu mà buổi trưa đem cái võng đi xuống sàn mà văng nằm ngủ, mà mỗi lần ngủ thì hả cái miệng. Thì quý vị biết ở trên mấy cái ông uống nước trà ngồi ở trên á, uống nước trà uống chút cái nhổ nước miếng nhổ ngay cái miệng của mình. Trời ơi là mặt mày là bị nhổ lắm. Nên từ nơi đó thì nhổ nước miếng là vì phức. Sau này lên thành phố là bỏ luôn. Nhà người ta nhà đúc mà nhổ gì? Dưới quê thì nhà đất còn nhổ xuống đất nó tan. Còn bây giờ nhà người ta nhà gạch, nhà đúc đâu không mà nhổ, nó dũng dũng. Kỳ quá bỏ luôn. Thấy không? Nên chúng ta bây giờ những cái điều không phải bỏ đi, tập lại đi, sửa lại quý vị. Khi bây giờ thí dụ như bây giờ người ta đang ngồi ăn cơm trong cái nhà ăn trong chùa không ai nói chuyện một câu, thì bây giờ mình bước vô nhà ăn đó mình cầm cái điện thoại ra cài chế độ im lặng liền, không có để làm phiền người ta. Mình biết cái nơi này có quy cách gì nè,
quy củ vậy nè, thấy không? Rồi ăn xong rồi mà không ai đứng lên đi ra, mình ngồi im ru luôn, đừng có đứng lên đi ra tầm bậy. Mình coi thử coi cái tình hình ở đây là cái gì, đúng không? Cái đó là khéo học nghe không? Rồi xong như thế nào, mình ăn xong rồi mình muốn đi lại kia xúc miệng, nhưng mà mình nói không ai đi lại kia xúc miệng. Bây giờ mình chờ đi chút xong rồi mình xúc miệng sao? Chứ nếu như không hiểu lỡ mở vào nước ao 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 ao, rồi bắt đầu là hát nước lên cái miệng, bụt 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 bụt, phèo phèo phèo. Bao nhiêu người ta đang ăn, người ta nhìn mình vậy mắt lịch sự. Đây là những cái nhân cách đơn giản vô cùng mà ở trong chùa nhà Đức thấy á, thấy có nhiều người sang trọng vô cùng mà những cái hành động này không biết, thấy chưa? Không biết luôn á, rất sang trọng nhưng mà không biết những việc này. Rồi thí dụ như mình ở ngoài đời đi, mình đi chiếc xe đi, mình đang ăn chuối ăn gì đi, tự nhiên đầu ngồi trong xe hơi ăn trái chuối cái lột cái vỏ, cái đầu bấm cửa xuống bước ra phía sau, thằng phía sau chạy xe Honda đến úp vô cái mặt thằng phía sau, hoặc là nó đang chạy xe Honda đến liền cái vỏ chuối xuống, nó cán lên vỏ chuối té cái ạch, nó chửi vài câu thôi mình cũng tổn phước mình, vô hình chung tổn phước rồi, đúng không? Liền rác đúng nơi đúng chỗ. Nó giống như ngoài đường mình để ý đi, tự nhiên để cái bảng nơi này không được đổ rác nhưng mà có cái thùng rác, nơi này không được đổ rác nhưng có cái bịch rác. Thế gian nó lạ, đi ngược lại vấn đề, hiểu không? Đó, nơi này không được để rác nhưng mà có một bịch rác. Phải chi dọn sạch bóng đi thì được, thì được rồi. Nhà mình hốt rác mà đem liền vô nhà người ta thì nghĩ sao? Hành động này sao? Những hành động này người tu nên sửa lại hết. Bây giờ nhà ở chung cư mình ở trên cao nhất, vậy mà mình tạt nước xuống dưới, chịu nổi không? Quét nhà quét xuống cho người ta hứng bụi chơi, coi được không? Nên những gì mình không muốn thì đừng đem cho người ta. Đó. Mấy đứa nhỏ nhỏ đi học, đi thuê cái phòng ở, ở 4-5 đứa, con gái mà không kỹ, ở dơ như quỷ. Rồi ô, nó diện cái thân nó còn hơn là bà hoàng nữa. Nhưng mà cái phòng nó ngủ thì còn hơn đống rác. Nó bỏ đồ, bỏ đạc, nó liện tứ tung lang tang, son phấn nó liện tá lả âm binh. Mà bây giờ sinh viên đi học nó làm biếng lắm, nó không có nấu cơm ăn đâu. Nó mua mì về nó ăn không à, ăn mì viết mặt mụn không, nhớ không? Nên từ nơi đó con gái phải tập cho nó kỹ. Nó nên mấy cô vô chùa mình không, tối ngày nhà Đức cứ mắng cái vụ ở giờ, nhớ không? Mắng viết kỹ luôn đó. Nên từ nơi đó bây giờ đi đến đây nghe những cái điều đơn giản này nè, mà những cái điều đơn giản này nó áp dụng vô cuộc sống mình luôn. Cho quý vị biết, người xưa mà người ta đi đến nhà mà người ta coi một người con dâu vậy đó, mà người ta để ý cái chuyện dưới sàn, để ý dưới sàn kỳ cục ghê. Người xưa sao người ta ghê vậy nghe, ta ý dưới sàn chứ không phải để ý trên giường, không phải để ý trên bàn. Trên bàn thì nó lau sạch nhưng mà nó quét xong nó lắp xuống dưới sàn là biết người đàn bà này ở dơ, nhà này ở dơ nè. Còn cái nhà mà ở trên cũng sạch mà nhìn xuống dưới mà bóng ngờ là biết cái này, người đàn bà này kỹ. Nhìn ở dưới cái sàn mà nó không có dán nhện là biết người đàn bà này kỹ. Cách quét của họ quét từ dưới mà quét luôn dán nhện là cái bà đàn bà này kỹ. Mà người đàn bà kỹ như vậy thì đứa con gái kỹ. Nhớ nghe mấy không? Ừ, đó. Nên từ nơi đó bây giờ mình nghe đơn giản gì thôi mà để mình áp dụng, mình hướng dẫn con cái của mình. Nó mình đi đến đâu cũng vậy á, mình tu phước tu duyên được nghe. Nó như mấy cô mình đi vô chùa từ từ nó khuôn từng chút nên đấy chứ. Từ từ phải có thời gian. À, tiếp tục nè. Đừng ngồi tụm ba tụm bảy nói chuyện tào lao không tốt ở trong chùa. Mấy bà này mệt lắm. Nói quanh năm suốt tháng rồi, vậy mà vô đây gặp còn nói ác đạn hơn. Ngồi xuống một cái, chị ơi, chồng tôi ghét lắm. Bắt đầu kể chuyện nghe, kể năm trên xóm dưới nghe. Nó bắt đầu nè, hôm qua lễ Phật nè, có cái bà phía trước lễ, bài lễ thấy ghét ghê. Lễ Phật phía trước rồi còn xì hơi vô mặt tôi nữa. Xúc đá tức ghê, cả buổi giờ ngồi trước mặt không biết ăn cái gì, xì vô mặt hoài. Nó ngồi tầm 3 tầm 7 nói tào lao bác xế, thấy chưa? Mình đi vô trong chùa được có 2 ngày à, mình dùng cái tâm của mình á. A Di Đà Phật, gặp người A Di Đà Phật, mình nhiệt tình 2 ngày tu phước tu duyên luôn, hiểu không? Tầm 3 tầm 7 nó khơ khơ chi vậy? Nó rồi vô đây có 2 ngày điện thoại tắt nguồn luôn, chứ đừng có mà rảnh cái ngồi ngồi cái bấm.
bấm 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 bấm. Những đức nói mấy đứa người trẻ bây giờ nó bấm điện thoại tối ngày, phải chi dành thời gian nó niệm Phật là ngon quá. Rồi niệm Phật thì đặc biệt quá, còn bấm tối ngày có là giải quyết được vấn đề gì đâu, mà nó hao tổn năng lượng của mình thêm, nó làm cái gì, thấy không? Nên mấy cô vô đây giúp những đức một tay đó là gì? Mấy cô đừng có ngồi nói chuyện tùm ba tùm bảy, nói tào lao tùm lum tùm lá. Con nói thì cũng nói là chị ơi, ở nhà tu được mấy thờ chị? À, hai thờ. À, em cũng được hai thờ đó chị, nhưng mà có nhiều bữa cũng bận á chị, được có một thờ. Thôi chị em mình cố gắng nha chị, mai mốt mình về Cực Lạc gặp nhau nha chị. A Di Đà Phật chào chị nhé. Vài câu cũng hay đúng không? À, còn thí dụ gặp bà nào bà buồn, bà nói này nói kia, mà nói chị ơi mình nghe thầy giảng mình hiểu chị ơi, thật sự cuộc đời này ai cũng khổ chị à, em cũng khổ lắm, nhưng mà giết rồi hiểu rồi chị, không lẽ khổ mình đi khổ nữa thì thôi chắc sống sao nổi, thôi chị ơi đã là biết khổ rồi thì khổ chi, cuộc đời này sớm muộn cũng chết chị à, chúng ta tại sao sống ngày nay sống vui đi, hãy vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. Cái bà kia bà nói vui gì nói mà vui, gia đình nghèo muốn chết, chồng thì lũ đạn nữa mà vui gì nói mà vui chị. Nói vậy thì chị cũng không lẽ chị đi khổ, chị khổ rồi chồng nó có sửa không, rồi chị khổ rồi chị có giàu không, chị khổ thì chị cũng nghèo, mà chị khổ thì chồng nó cũng chửi chị à. Vậy bây giờ tại sao chị không thay đổi lại đi, thấy không? Mình nói một câu gì nó có phước đúng không? Còn tự nhiên nghe bà kia bà nói tào lao bác xế, cái mình cũng chen vô, mình cũng nói tào lao theo. À đúng rồi, tôi gặp y gan như vậy luôn, vô chùa tôi cũng gặp vậy luôn, cộng tác. Thấy không? Mình điều chỉnh quá giải thì mình trở thành người có phước. Thấy không quý vị? Nhớ đó. Đừng tùy tiện lấy đồ ăn mà không hỏi qua thường trụ là mang tội ăn cắp. Vô chùa muốn ăn cái gì cũng phải có tổ chức đàng hoàng, chứ không phải muốn ăn là mình lợi tùy tiện mình lấy ăn thí đại thí càng đâu, không phải đâu. Mà ăn mà còn cầm lên rồi mà bỏ xuống, cầm lên bỏ xuống, thấy không? Có nghĩa là đối với của tam bảo mà chúng ta còn chọn lựa, còn có một cái tâm chê khen, hiểu không? Nên từ nơi đó bây giờ chúng ta phan hãy cầm, mà chúng ta canh, canh mục tiêu đi rồi chọn. Đã chọn rồi không ngon cũng phải chịu. Có một lần những đức ngồi ăn với mấy cô, thì có mấy loại đồ ăn, những đức không lấy liền, nhưng những đức coi cái món nào mình chọn này, mình đã chọn là mình phải chịu trách nhiệm của cái sự chọn lựa của mình. Cuối cùng những đức chọn nhầm cái trái, nó chát ngầm. Mày đúng là số phận thiếu phước. Mày chọn cho cố thì mày cũng thiếu phước, là mày thiếu phước rồi đức ơi. Chọn thì mày ăn, cắn vô cái chát ngầm, chắc mình tính bỏ không ăn, mình nói không, mày phải ăn, mày ăn để mà mày nhớ cuộc đời của mày, sự chọn lựa của mày, mày phải chịu sự chọn lựa của mày. Thì mấy ông đây lỡ mà chọn vợ thì mấy ông phải chịu đựng đi. Mấy bà chọn chồng thì chịu đi, ngọt thì cũng được mà chát thì cũng được nghe. Rồi xong nhà đứa ăn cái trái chát, ăn càng ăn ăn gần cuối cùng ngộ thai, là từ chát mà trở thành ngọt. Đúng là đặc biệt thiệt, có nghĩa là trong cuộc đời khổ đau mà chúng ta lại rèn luyện cho chính bản thân mình trở thành một người mạnh, thấy chưa? Trong cái khó ăn trái chát mà để tương lai ăn được trái ngọt mà chân quý. Nếu cả cuộc đời chỉ biết đi tìm trái ngọt, vậy con người chúng ta trở thành yếu đuối rồi. Không phải sự chọn lựa mà gọi là chúng ta đi nản lòng, mà đã là chọn rồi là phải chịu với sự chọn lựa đó, thấy không? Ăn một cái trái đó cũng là một bài pháp. Ăn cái trái đó từ đó về sau thì hiểu rồi, cái trái này là chát, từ đây về sau tao không ăn nữa. Thấy chưa? Ha. À, nếu như bây giờ mà Như Đức không ăn thì có khi mai mốt Như Đức bốc lên ăn nữa đó. Nhưng mà ăn một lần mày quá chát rồi, từ đây về sau tao không ăn nữa đâu. Thấy chưa? Nên cuộc đời đến thế gian nó đã quá khổ rồi, đẻ con khổ rồi, mà nuôi con cũng khổ rồi, còn bị chồng quýnh chồng chữ nữa cũng khổ rồi, rồi con có khi ngỗ nghịch cũng khổ rồi. Vậy thì ăn cái trái chát này cả đời rồi, bây giờ tại sao không cầu sanh Cực Lạc? Sao không cầu sanh Cực Lạc, một quốc độ an lạc? Trời ơi, bây giờ mấy ông mấy bà ngồi đây,
Chúng ta cuộc đời chúng ta đến đây ai mà không khổ, ai mà không nếm trái đắng đâu quý vị, đúng không? Tại sao chúng ta không chọn trái ngọt ở cực lạc? Hoàn toàn ở cực lạc là trái ngọt không đó. Chỉ có cực lạc mới hoàn toàn trái ngọt. Còn ở đây đa phần ngọt cũng thành đắng. Quý vị phải nhớ, hiểu rồi thì ngọt cũng được mà đắng cũng được. Ý muốn nói rằng dưới cái cuộc đời này vui cũng được mà khổ cũng được, vì một đời rất là ngắn ngủi quý vị ạ. Rất là ngắn ngủi. Trời ơi, nếu chúng ta mà không nghe được Phật pháp quý vị ơi, thì cuộc đời chúng ta thật sự mà nói uổng cuộc đời. Đến thế gian này cái bà kia hết hồn. Chết chưa? Tôi thấy bà ngủ, tôi thấy bà ngủ là tôi hét một cái là cho bà hết ngủ luôn. Bà đang ngủ gục mình hét một cái mà bà chớ dớm làm nè. Không biết hướng nào luôn á. Vì thấy không, ngủ là mê nha. Ngủ là mê khi giật mình không biết từ đâu đến. Thấy chưa? Thấy chưa? Cái bà kia bà tỉnh veo rồi, thấy chưa? Dụi mắt lia lịa chân kìa. Nó dụi đi. Thấy không? Không? Cái cách dạo pháp nó cũng có quần pháp vậy, thấy chưa? Trời ơi, đông mà cái giờ này không có cái giờ đơn giản đâu nghe. Cái giờ này là cái giờ hôn trầm. Nó bà đã tỉnh nó, thấy chưa? Nó, thấy mấy bà hôn trầm. Lúc nào nói nguôi nguôi là bà hôn trầm liền, không nói vòng vo chứ. Mà tội nghiệp lắm, dễ thương. Tại vì cái tâm trạng vui vậy. Hôm qua như nói câu nói mà đặc biệt đúng là xác thực luôn. Khi cái tâm trạng mà vui rồi mà nhắm mắt cái mấy ông, nhắm mắt mà vẫn thấy cười. Nhắm mắt mà vẫn thấy cười. Tại vì cái tâm trạng nó vui á, mà tại vì nó hôn trầm buồn ngủ quá, con mắt nó mỏi á. Thì bắt đầu là lúc nó cười nghe, mà con mắt làm nè. Nhưng mà khi mình nhắm mắt mình cười, nó không được đẹp như là lúc mình mở mắt cười. Tại vì khi mình nhắm mắt là một phần mê của mình cao độ quá, nên nó vẫn phát triển từ tâm cười mà phát ra cái miệng, nhưng cái miệng cười không được đẹp như là lúc mình đang sáng mắt. Khi mắt mình tỉnh gì, trạng thái hoàn toàn tỉnh, mà lúc tâm trạng vui thì nụ cười của mình rạng rỡ lắm. Nên những đức khuyên tất cả những người cười nghe, phải tập cười làm sao mà cười bao nhiêu cái răng đưa ra sạch. Cười như vậy đó, cười như vậy thì không còn cái nỗi buồn gì chắc dưới trong tâm hết trơn. Nên nghèo mà không có nghèo, thấy không? Chứ đừng có bao giờ mà những đức nói về sau chúng ta súng răng nha, cũng phải làm mẫu mực cười cho người khác thấy, cho người ta biết răng tôi súng mà. Để cho người ta làm theo là súng răng nhưng vẫn tự tại. Chứ làm gì súng có mấy cái răng mà cuộc đời chúng ta không được tự tại. Cứ đụng có một cái răng cửa thôi mà cứ cười làm vậy nè. Cái kiểu này là cái kiểu dồn nén nè. Dồn nén là không tốt, nghe chưa? Nó phải mở ra hết. Mở cửa trái tim. Hiểu không? Hả ra nó. Nên những đức mà nói mà chia sẻ bọc pháp mà tất cả những người hô như những đức là hết hô. Hết cái tâm hô. Thì coi cái hô này, thấy cái hô này. Hô này. Lúc trước mà chuyên gia mỗi lần cười nó cứt. Trời ơi, cứ nghĩ cái miệng mình nó bự quá trời bự. Cười gì đâu mà nó hô. Mà lúc đó ốm thì nó không có thịt. Mà lúc những đức mà ốm nhất là cái miệng nó càng bự ác đạn. Mà có hồi xưa có ông thầy ông nói là chú mà cười cái là không thấy cái mặt. Mình về mình cũng cười thử, mình thấy đúng rõ ràng, thấy cái miệng không thấy cái mặt. Tại hai cà má nó không có thịt, thì cái miệng nó bự quá, răng thì đưa ra. Cuối cùng cười cái răng đưa ra dài thòn vậy nè. Như cái bằng nạo nạo dừa vậy đó. Hiểu không? Bắt đầu hả ra cái nữa, trời ơi cực. Vậy mà ngày xưa ngoài đời mấy ông là trời ơi nó bị khổ vì cái hôn này. Mà không làm nên sự nghiệp. Từ khi mà vô chùa mà đánh mất cái tâm hô rồi, sự nghiệp mới phát triển. Quý vị biết rằng con người cái nụ cười là quan trọng nè. Cái nụ cười là kết nhân duyên. Mà bây giờ cứ gì làm sao mà làm ăn phát đạt không? Quý vị phát đạt nổi không? Nhân đức nói quý vị nghe, không có một ông lớn nào mà cười cái kiểu đó hết trơn. Cái người mà tự tại là sao? Thấy không? Có bao nhiêu nó đưa hết đi. Cuộc đời của người cười vẫn là hay.
mấy bà từ hôm nay nghe, bà nào mà miếm miếm là chừng bị quýnh đó. Hiểu không? Cười hết. Cuộc đời của người có mấy lần được cười, đúng không? Ờ, chúng ta về đây được có mấy ngày than hồ mà cười đi. Nó miễn làm sao mà thoải mái nhất, gặp nhau mà vui vẻ là thoải mái quý vị. Còn giàu nghèo là số phận của chúng ta thôi. Chứ bây giờ mà cho chúng ta cái nặng nề với cái cuộc đời này hoài chi. Nhớ câu này nè. Tao mất tiêu rồi. Nếu như chúng ta học Phật mà càng khổ là không đúng rồi. Nhớ nghe. Nếu như chúng ta nghe Phật Pháp học Phật mà chúng ta còn khổ là không đúng rồi. Nhớ, thấy không? Mò chứ lắm đường câu là cũng may rồi đó. À, nên tất cả những người mà khổ nghe câu này, nếu như chúng ta nghe Phật Pháp mà còn khổ là không đúng rồi. Quý vị nhớ nè, nước mắt của chúng sanh mà mỗi người nhỏ ra đó, Phật nói là biển cả mênh mông mà chứa không hết. Như vậy mà quý vị bây giờ còn khóc để nhỏ thêm vài giọt nước mắt vào tim, vậy là quý vị quá ác à. Quá ác à. Từ hôm nay học Phật là từ hôm nay không biết khóc là gì. Nhớ nghe. Phát nguyện đi. Không. À, nghĩ nghe. Chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh